Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Vietnam TV. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, theo tờ Washington Post, phát ngôn viên của quân đội Mỹ, Đại tá Kikin cho biết rằng, ngày 16 tháng 10, Mỹ đã cho hai máy bay chiến đấu F-15 thực hiện không kích một số mục tiêu được xác định trước tại Syria, trong đó có nhà máy xi măng Lafun tại Syria. Đây là kho đạn lớn mà liên quân do Mỹ dẫn đầu để lại sau khi rút quân. Mục tiêu không kích là tiêu hủy đạn dược, và giảm tối đa các tính năng quân dụng của những kho vũ khí đạn này. Mỹ đã thả vào 10 quả bom vào xưởng xi măng. Sau đó, Mỹ đã tiếp tục điều động một máy bay không người lái đến trinh sát kết quả cuộc ném bom. Từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria, Mỹ không có cách nào vận chuyển an toàn đạn dược của mình. Sau đó, để đề phòng liên quân Nga và Syria khống chế các kho đạn này, Bộ Chỉ huy của Mỹ đã hạ lệnh ném bom hủy diệt các kho đạn. Mà dù Mỹ chỉ bố trí tại Bắc Syria khoảng 1.000 quân, nhưng quy mô những kho đạn của Mỹ tại khu vực này lại đặc biệt lớn, đủ để cho một sư bộ binh chiến đấu. Cùng với đó, những vũ khí trang bị của Mỹ tại trong các kho đạn này cũng rất tiên tiến, thậm chí có cả tên lửa phòng không vác vai, tên lửa chống tăng. Một khi các vũ khí này bị liên quân Nga và Syria thu được sẽ gia tăng khả năng sát thương đối với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy Mỹ bày tỏ thái độ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Cús, nhưng trên danh nghĩa là đồng minh. Mỹ không mong muốn những kho đạn của mình rơi vào tay liên quân đối phó Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, việc Mỹ điều máy bay oanh tạc các mục tiêu trong lãnh thổ Syria là nhằm thị uy Nga và cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi khu phố Manbi, quân đội Nga đã nhanh chóng tiếp quản khu vực này, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên trong khu vực và thiết lập khu vực cấm bay được bảo vệ bởi máy bay chiến đấu Su-35. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã phớt lờ khu vực cấm bay của Nga và điều động máy bay F-15 trực tiếp đột nhập, tấn công mục tiêu. Hiện tại, quân đội Nga chưa đưa ra tuyên bố nào về các cuộc không kích của Mỹ. Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Mỹ rút quân, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện thái độ không để Mỹ vào trong mắt. Ngoài ra, trong các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ gần căn cứ của Mỹ tại Bắc Syri trước đây, lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công vào các cơ sở của Mỹ và coi đây là hành động ngộ thương đồng minh. Sau khi điều tra, phía Mỹ đã kết luận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cố tình nhằm vào các cơ sở của Mỹ nhằm buộc Mỹ rút khỏi Syri. Trên thực tế, hành động lần này của Mỹ làm cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ngư ông đắc lợi. Syri sau khi nhiều năm nội chiến đã làm mất đi ngành công nghiệp quân sự. Các loại đạn dược đều mua từ Nga và Iran. Lực lượng chính phủ Syri chống lại cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía bắc Syri đang trong tình trạng không đủ đạn dược. Việc Mỹ tiêu hủy các pháo đạn của mình đã làm mất đi hy vọng phát động một cuộc phản kích quy mô lớn của lực lượng chính phủ Syri. Do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm ưu thế khống chế, tuyến tiếp tế của quân chính phủ Syri rất dễ bị gián đoạn. Thời gian tới nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Trong khi đó, lực lượng của Nga tại Syri lại tương đối ít nên không có biện pháp cung cấp vũ khí đạn dược cho quân chính phủ Syri. Một số chuyên gia Nga lại cho rằng trong các kho đạn của Mỹ tại Syri đều không còn đạn dược. Việc Mỹ oanh tạc các kho đạn đó chỉ là hành động hủy thi diệt tích nhằm che giấu các bí mật của Mỹ tại Syria theo thông tin tình báo của nga quân đội mỹ đã nhiều lần gửi vũ khí và đạn dược cho phe đối lập syri và thậm chí là các tổ chức cực đoan trong quá trình tiêu diệt các phần tử chống đối của liên quân nga syri nga đã phát hiện ra lượng lớn vũ khí đạn dược bao gồm cả tên lửa chống tăng của mỹ trong tay các lực lượng này không ngoại trừ khả năng trước khi oanh tạc các kho đạn mỹ đã bí mật bán đạn dược cho các cựu đồng minh của mình trong đó có lực lượng người cút và để đề phòng cơ quan điều tra của lầu năm góc phát hiện mỹ đã ngay lập tức tiêu hủy kho đạn Tuy nhiên, nguồn tin cũng thừa nhận rằng sau khi quân đội Mỹ rút khỏi căn cứ, phá hủy một số cơ sở quân sự có giá trị cao để không tạo thuận lợi cho đối thủ cũng là một hành động phù hợp. Theo thông báo của Đại tá Kikin, 1.000 binh lính Mỹ rút từ Syria đến Iraq và Jordan để tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi Nga tiếp quản thành phố Manbi, thì việc Mỹ muốn quay trở lại Syria trong tương lai là ảo tưởng và các lực lượng vũ trang người Kurd cũng đã hoàn toàn vỡ mộng đối với Mỹ. Các nhóm vũ trang mà Mỹ đã hỗ trợ huấn luyện bài bản tại syria đều chống lại mỹ và điều này làm cho washington lãng phí hàng tỷ đô la bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại